Hi there. Xin chào các bạn học sinh lớp 7 nhá. Mình lại tiếp tục đến với phần thứ hai của bài Unit 8 Firms. Và lần này phần mình sẽ học sẽ là phần grammar, ngữ pháp. Ngữ pháp của bài này mình cần chú ý đó là thứ nhất là liên từ although và thứ hai là in spite of cũng như despite. Although và in spite of, despite đều có nghĩa là mặc dù, bất chấp. Thế nhưng mà về ngữ pháp thì although sẽ phải cộng với một mệnh đề. Một mệnh đề tức là một chủ ngữ cộng với lại một động từ. Cứ có chủ ngữ và động từ sẽ tạo thành mệnh đề. Còn in spite of và despite thì sẽ phải cộng với noun phrase, tức là cộng với một cụm danh từ. Đều có nghĩa là mặc dù, bất chấp. Cái thứ hai mình còn quan tâm đó là hai liên từ however và nevertheless. However và nevertheless đều có nghĩa là tuy nhiên. Thì thông qua các bài tập ở trong clip này thì mình sẽ nhớ được, và thông qua làm bài tập thì mình sẽ nhớ được là khi nào thì dùng although, khi nào dùng in spite of, despite, và khi nào dùng however và nevertheless nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình chuyển sang phần bài tập nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Bài tập đầu tiên chỉ liên quan đến in spite of, despite và although. Thì mình cứ nhớ là cả ba cái này đều là mặc dù. Nhưng mà in spite of và despite thì chỉ là phải cộng với lại một cụm danh từ hoặc là verb in. Còn although thì sẽ phải cộng với một mệnh đề có subject và verb, có chủ ngữ và động từ đàng hoàng. Bây giờ mình đọc thử câu đầu tiên nhé. Câu đầu tiên này, đoạn bỏ trống. Sau đó là the story of the firm was good. I didn't like the acting. Cái câu chuyện của bộ phim này thì tốt, nhưng mà tôi thì lại không thích cái phần diễn xuất, cái acting. Thế thì mặc dù câu chuyện bộ phim này tốt này, tôi không thích phần diễn xuất. Mình nhìn sau cái chỗ cần điền có the story of the film. Chủ ngữ là the story of the film, cái câu chuyện của bộ phim. Was good. Động từ là was, động từ to be. Was good. Đây có cả chủ ngữ, có cả động từ, thì tức là the story of the firm was good là một mệnh đề. Vì nó là mệnh đề cho nên đáp án là cho nên đáp án là although. Chưa? Câu thứ hai này. I went to see the firm feeling really tired. Tôi đi xem bộ phim mặc dù là cảm thấy rất mệt. Thì feeling really tired là một cụm verb in này. Không phải là mệnh đề, không có chủ ngữ cộng với lại động từ chia theo thì đây sẽ cộng với in despite hoặc là in spite of. Đấy, các bạn bắt đầu hiểu cách làm rồi đấy. Tiếp theo câu 3 này. I really enjoyed the water war. Most of my friends said it wasn't a very good film. Tôi rất là thích cái bộ phim Water War. Nhưng mà mặc dù các bạn của tôi, hầu như tất cả các bạn của tôi nói rằng nó không phải là một bộ phim hay lắm. Thế thì most of my friends là chủ ngữ này, said là động từ này. Hầu như các bạn của tôi đều nói đây là một mệnh đề, vì là mệnh đề cho nên đáp án là although. Câu 4 này. Sau chỗ cần điền nó có careful preparation. Prepare là chuẩn bị này, preparation là sự chuẩn bị. Bất chấp có sự chuẩn bị cẩn thận. Cái careful preparations đúng là một cụm danh từ, sự chuẩn bị cẩn thận đúng không? Cho nên đáp án là despite hoặc là in spite of. Chưa? Câu 5 này. The firm was gripping. The firm was gripping là một mệnh đề chưa? Là có chủ ngữ và động từ was. Cho nên đáp án phải là although. Đấy, bài tập tiếp theo vẫn xoay quanh cái in spite of, despite và although. Thì mình có câu 1. I don't think. Đây là bài rewrite the sentences using the words in brackets. Change the words in the sentence if necessary. Có nghĩa là viết lại các câu này sử dụng cái từ trong ngoặc, in brackets trong ngoặc. Và change the words, thay đổi các từ khác trong câu nếu như mà necessary. Nếu như mà cần thiết. Cho nên là đây có hai câu, mình phải viết gọn ra thành một câu sử dụng cái chữ mặc dù kia. Thế thì I don't think Stalin is a very good actor.
Tôi không nghĩ rằng Stallone là một diễn viên rất tốt. He was very good in the Rocky films. Mặc dù là anh ta đã rất là giỏi ở trong cái bộ phim Rocky, trong những cái bộ phim Rocky, thì đáp án của mình là I don't think Stallone is a very good actor, although he was very good in the Rocky films. Bỏ dấu chấm đi thay bằng dấu phẩy, thêm although vào giữa hai câu, bởi vì although được đứng trước một mệnh đề, tức là một chủ ngữ rồi động từ, cho nên là nó được đứng trước cái he was very good in the Rocky films. Cho nên không có chữ nào phải thay đổi cả. Chưa? Với những câu có although thì hầu như là sự thay đổi trong câu nó không lớn, mình chỉ thêm although vào giữa là được. Câu thứ hai này. Many European films directors have gone to Hollywood to make films. Few have had as much success as Milos Forman. Có từ although. Mặc dù rất nhiều đạo diễn phim châu Âu đã đến Hollywood để làm phim, nhưng mà rất ít, hầu như không có ai đã có nhiều thành công như là Milos Forman. Thì đáp án là Many European film directors have gone to Hollywood to make films, although few have had much success as Milos Forman. Rồi, đến câu thứ ba mình nhìn này. They watch films on DVD last on DVD all night. They had to work the next day. Họ xem phim trên DVD cả đêm, mặc dù là họ phải làm việc ngày hôm sau. Thì đây cái từ mình cần điền ở giữa là từ despite. Vì là despite cho nên là câu sau không thể giữ nguyên là they had to work the next day được. Mình phải biến nó làm sao đấy để trở thành một cụm verb in hoặc là một cụm danh từ. Thế thì they watch the films on DVD all night vẫn giữ nguyên, nhưng mà despite gì nhỉ? Despite having to, thế rồi thiếu một chữ work ở giữa. Phải là despite having to work the next day, they watch films on DVD all night. Mặc dù là nguyên câu đầu tiên là they had to work the next day, thì để đứng sau despite không được giữ chủ ngữ nữa mà phải biến thành having to work the next day thì mới đứng sau được despite. Rồi, câu 4 này. He has performed excellently in many films. He has never won an Oscar for best actors. Mặc dù là anh ta đã à, anh ta mặc dù là đã thể hiện rất là xuất sắc ở rất nhiều bộ phim, nhưng mà anh ta lại chưa từng thắng một cái giải Oscar nào. Có ôn dâu ở giữa thì dễ thay đổi rồi. Although he has never won an Oscar for best actor, he has performed excellently in many films. Và câu 5 này. The film begins with a terrible disaster. It has a happy ending. Mặc dù là bắt đầu với một terrible disaster, một cái thảm họa khủng khiếp, nhưng mà nó lại có một happy ending, có một cái kết thúc hạnh phúc, có in spite of. Thì đáp án sẽ là in spite of a terrible disaster. Bất chấp cái terrible disaster, cái thảm họa khủng khiếp, the film has a happy ending. Cái phim này kết thúc hạnh phúc. Mình biến cái cụm cả cái câu này thành the film begins with a terrible disaster thành in spite of a terrible disaster, hoặc là in spite of the terrible disaster at the beginning, the film has a happy ending. Tức là phải biến sau đấy để cho nó không còn là một câu nữa, nó không còn là một câu có cả the film begins with nữa. Rồi. Các bạn hiểu chưa? Sang bài thứ hai, bài thứ ba. Bài thứ ba thì ngoài in spite of, despite, although thì mình có however và nevertheless nữa. However và nevertheless thì là có nghĩa là tuy nhiên. Để bài đây. Câu 1 này. The film didn't receive good reviews from critics. Many people went to see it. Bộ phim thì đã không nhận được những cái bình luận,
những cái bài bình luận tốt từ các nhà phê bình, nhiều người vẫn đi xem nó, thì chỗ này điền gì? Bộ phim đã không nhận được những bình luận tốt, tuy nhiên nhiều người vẫn đi xem. Cho nên đáp án là however và never hoặc là nevertheless. The film didn't receive good reviews from critics. However, many people went to see it. Rồi, câu thứ hai này. The silly story, many people enjoyed the film. Câu chuyện ngốc nghếch, nhiều người vẫn thích bộ phim. Thì chỗ này, cái gì câu chuyện ngốc nghếch nhỉ? Bất chấp hoặc là mặc dù là có câu chuyện ngốc nghếch thì nhiều người vẫn thích bộ phim. Mặc dù bất chấp thì có despite, although. Nhưng mà the silly story thì là một cụm danh từ, một câu chuyện ngu ngốc đây. Cho nên đáp án phải là inspired hoặc là despite, chứ không thể là although được. Rồi, câu 3 này. They spent millions of dollars on making the film. It wasn't as successful as expected. Nó, mặc dù là họ đã tiêu tốn hàng triệu đô vào việc làm phim, nhưng mà nó không được thành công như như expected, như mong đợi. Thế thì chỗ này phải là họ đã tiêu tốn này, tuy nhiên nó không được thành công như mong đợi, đúng không? Đáp án là however hoặc là nevertheless. They spent millions of dollars on making the film. Nevertheless, it wasn't as successful as Câu 4 này. Jaws is one of Spielberg's first films. It is one of his best. Mặc dù Jaws là một trong những bộ phim đầu tiên của Spielberg. I don't know how to spell his name. Không biết phải đọc tên ông này như nào nữa. It is one of his best. Nó là một trong những bộ phim tốt nhất của ông ấy. Thì cái Jaws is one of, cái này là cả một mệnh đề. Tuy rằng Jaws là một là bộ phim đầu tiên của ông này, nhưng mà nó là một trong những bộ phim hay nhất của ông ấy. Tuy nhiên mặc dù chứ nhỉ, mặc dù Jaws là bộ phim đầu tiên, đáp án là although. Chỉ có although mới đứng trước mệnh đề như này thôi. Rồi. The film was a bit frightening. The film was a bit frightening lại là một mệnh đề. Cho nên đáp án phải là although. Vẫn dạng bài như thế này. Nhưng mà use your own ideas to complete the following sentences. Sử dụng ý tưởng của chính các bạn để complete the following sentences, để hoàn thiện những câu sau. Then compare your sentences with a partner. Nhưng mà because we are learning from home, bây giờ mình đang học nhà cho nên là các bạn sẽ không có partner. Thì các bạn hãy cứ làm bài này bằng cách là complete the sentences đã nhé. Đã hoàn thiện câu đã. I don't really like the film, although tôi không thực sự thích bộ phim. Mặc dù là sao nhỉ? Mặc dù câu mẫu của cô là many critics says excellent. Mặc dù là rất nhiều nhà phê bình nói rằng nó xuất sắc. Các bạn có thể thay bằng là I don't really like the film, although most of my friends say it's interesting. Hầu như các bạn tôi thì nói là nó thú vị. Tức là mình đưa ra một cái mệnh đề trái ngược, cái ý kiến trái ngược với ý kiến là mình không thích. Rồi, câu 2 này. They spent a huge amount of money on the film. However, họ đã tiêu một lượng tiền lớn, một lượng tiền khổng lồ vào bộ phim. Tuy nhiên thì câu mẫu cô là It is not as successful as expected. Nó đã không thành công như là mong đợi. Hoặc là các bạn có thể thay bằng However, it is not welcomed by audience. Nó không được chào đón bởi những người xem. Câu 3 này. The film was a great success. In spite of. Cái phim này là một thành công lớn. Bất chấp. Mặc dù có cái gì sau in spite of phải là một cụm danh từ hoặc là vô bình. Thế thì cô làm là
low cost productions. The low cost có nghĩa là chi phí thấp. Productions, sự sản xuất, mặc dù là sự sản xuất chi phí thấp, mặc dù có cái sự sản xuất chi phí thấp, nhưng mà bộ phim này là một cái great success, là một cái sự thành công lớn. Câu 4 này. The sound in the film is terrible. Nevertheless, cái âm thanh của bộ phim thì kinh khủng, khủng khiếp. Tuy nhiên làm sao? Many people love it. Rất nhiều người thích nó một cách đơn giản. Hoặc là however, or nevertheless, tuy nhiên cái acting thì lại rất là tốt. Chẳng hạn như là the sound of the film is terrible. Nevertheless, the acting is excellent. Đấy cũng là một cách. Hay như câu 5 này. Although it's a horror film. Mặc dù nó là một bộ phim kinh dị. Nhưng mà làm sao? It has many hilarious scenes that make me burst into laughter. Burst into laughter là phá lên cười. Có rất nhiều cảnh hilarious. Hilarious nghĩa là hài hước. Có nhiều cảnh hài hước khiến tôi phá lên cười. Câu 6. Despite his age. Bất chấp cái tuổi của anh ấy. Tuổi của anh có thể là anh ấy nhỏ tuổi quá hoặc là lớn tuổi quá cũng nói là despite his age. Câu 6. He's stronger than most young men. Despite his age. Trong câu này có nghĩa là mặc dù là ông ta đã già rồi. Ông ta vẫn he's stronger than most young men. Ông ta vẫn khỏe hơn hầu hết những người đàn ông trẻ. Rồi, chúng mình chuyển sang bài tập tiếp theo. Match the first half in A with the suitable half in B. Although, câu 1 là although he set off early. Mặc dù là anh ta khởi hành sớm. Thế thì anh ta làm sao? Tuy nhiên, mặc dù là anh ta khởi hành sớm, nhưng anh ta đáp án là D. He arrived late. Rồi, câu 2. Despite public protest. Bất chấp những cái cuộc phản đối của công chúng này. Câu 3 này. In spite of high prices. Bất chấp cái giá cao này. Câu 4 này. The ticket price has been quite high. Giá vé thì vẫn là thường khá là cao. Câu 5. Although I don't really like to go to the cinema. Mặc dù là tôi không thực sự thích đi đến cinema. Mình nhìn sang các cột bên cạnh. Rồi. Xong bây giờ các bạn dừng clip lại và tự làm thử. Để xem là đáp án có đúng không nhá. Có đúng theo như cô làm không? Dừng lại đi. Rồi giờ xem đáp án này. Các bạn đúng được hết không? Đúng được hết cả 4 câu không? Câu 2 này, despite public protest. Mặc dù cái gì nhỉ? Bất chấp những cái cuộc phản đối của công chúng thì làm sao? E. The government decided to put a ban on the film. Thì chính phủ vẫn quyết định là put a ban on the film, cấm cái bộ phim này. Câu 3, in spite of high prices, popcorn is selling well. Mặc dù là giá rất là cao nhưng mà popcorn vẫn bỏng ngô vẫn bán rất là chạy. The ticket price has been quite high. Giá vé thì cao. However, it's decreasing now. Mặc dù là giá từ trước giờ vẫn khá cao, tuy nhiên là bây giờ nó đang giảm rồi. Although I don't really like to go to the cinema, it will be better than staying at home. Mặc dù là tôi không thực sự thích đi ra rạp phim, nhưng mà vẫn tốt hơn là ở nhà. Ok, giờ mình chuyển sang bài cuối cùng nhé. Đây là bài tập trong sách bài tập này. Vẫn là sử dụng although, despite, in spite of, however, nevertheless để liên kết các phần trong câu lại. Đọc câu 1 này. I think I did okay in my speech last night. I had almost no sleep for 20 hours. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm khá là ok ở trong cái speech last night, trong cái bài diễn thuyết tối hôm qua. I had almost no sleep for 20 hours. Tôi đã không ngủ suốt 24 tiếng. Thì mình có cái
cái việc mà mình did ok kia kìa, là trong khi quá khứ I did ok, quá khứ đơn đúng không? Trong vế bên kia I had had phải đỏ, đấy là viết tắt của từ had. Had had tức là quá khứ hoàn thành. Thì cái việc mà không ngủ 24 giờ nó xảy ra trước khi mà cái người đấy have a speech, đã diễn thuyết. Cho nên đáp án là although. Tôi nghĩ rằng tối hôm qua tôi đã làm ok, mặc dù là trước đấy tôi đã không ngủ suốt 24 giờ. Mặc dù là xong rồi lại còn có I had had almost, tức là có cả chủ ngữ cả động từ là một mệnh đề, cho nên phải đi với although. Rồi, câu 2 này. I heard the telephone ring. I didn't answer it. Tôi đã nghe thấy chuông điện thoại kêu. Tôi không trả lời. Thì là sao? Phải điền gì? Mặc dù tôi đã nghe thấy điện thoại kêu, nhưng mà tôi không trả lời đúng không? Tôi nghe thấy điện thoại kêu lại còn là mệnh đề nữa, cho nên đáp án là although. Câu 3 này. We enjoyed the holiday, the rain. Chúng tôi tận hưởng kỳ nghỉ, cơn mưa. Bất chấp có cơn mưa đúng không? Mà the rain thì lại là danh từ, cho nên không thể là although mà phải là despite hoặc là in spite of. Câu 4 này. He got top marks at high school. He never went to university. Anh ta đạt những điểm cao nhất khi mà còn ở cấp học cấp 3, khi mà high school. Anh ta không bao giờ đi học đại học. Cho nên là mặc dù anh ta đạt điểm cao nhất khi học cấp 3, anh ta không đi học đại học. Đáp án although. Câu 5. There was no electricity. I was able to read because I had a candle. Không có điện, tôi vẫn đọc được bởi vì tôi có nến candle. Đây sau chỗ cần điền cần là there was no electricity, là một mệnh đề. Đáp án là although. Câu 6 này. She failed the test. She studied hard. Cô ta đã học chăm chỉ. Cô ta trượt mặc dù cô ta đã học chăm chỉ. She studied hard là mệnh đề. Đáp án là although. Câu 7. Difficulties. Những sự khó khăn. The firemen managed to save many people who were caught in the fire. Bất chấp những sự khó khăn, đúng không? Không thể là although được mà phải là despite hoặc là in spite of, bởi vì là difficulties là danh từ, không phải mệnh đề. Câu 8 này. Everyone thought she would accept the offer. She turned it down. Mọi người đều nghĩ rằng cô ta sẽ chấp nhận cái lời đề nghị đấy. Cô ta từ chối nó. Tuy nhiên, cô ta từ chối nó. No. However và nevertheless thì mới tiếp nối bằng một dấu phẩy và cả câu đằng sau. However hoặc là nevertheless. Câu 7. À, câu 9 ấy. Carol arrived at the meeting. I asked her not to be there. Carol đến buổi họp, mặc dù là tôi đã yêu cầu cô ấy đừng đến. Đáp án mặc dù, nghĩa là mặc dù, nhưng mà lại đi theo đấy bằng một câu, bằng một mệnh đề. Ôn dầu. It looks like they are going to succeed their present difficulties. Nó có vẻ như, nó nhìn có vẻ như là họ đang đang sắp thành công. Bất chấp những cái khó khăn hiện tại của họ. Their present difficulties. Đây là một cụm danh từ. Cho nên, nối trước cụm danh từ lại còn có nghĩa là bất chấp, mặc dù, là despite hoặc là in spite of. Câu 11. It was raining heavily. He went out with a raincoat. Mặc dù nó đang mưa to, anh ta đi ra ngoài mà không mặc áo mưa. Đứng trước. It was raining heavily. Là although. My father is very busy. He's always willing to give a hand with the housework. Nhìn từ xong có dấu phẩy. Mình có thể đoán được chỗ này thì không thể là although hay là despite of, in spite of. Chỉ có thể là however và nevertheless thôi đúng không?
mà lại còn my father is very busy, bố tôi rất bận. Ông ấy luôn, he's willing, ông ấy luôn sẵn sàng give a hand, giúp đỡ với cái việc nhà, sẵn sàng giúp làm việc nhà. Bố tôi rất bận, tuy nhiên ông ấy sẵn sàng giúp làm việc nhà. The sky was gray and cloudy. We went to the beach. Trời thì xám và nhiều mây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đi ra biển. Đáp án là however hoặc là nevertheless. Câu 14 này. Some English words have the same pronunciations. They are spelled differently. For example, dear and dear. Một vài từ tiếng Anh have the same pronunciations. Có cái sự phát âm giống nhau. Mặc dù là they are spelled differently, mặc dù là chúng nó được đánh vần khác nhau, ví dụ như là dear and dear, thân ái và con nai. Đáp án là ok, sorry for the sudden phone call. Xin lỗi vì tự nhiên cô lại có cuộc gọi đột xuất. Để chúng mình tiếp tục với câu cuối cùng nha. I was cold and wet. Bob put on his swimming suit and went to the beach. Tôi thì lạnh và ướt. Nhưng mà Bob thì vẫn mặc đồ bơi vào và đi ra biển. Chỗ này thực ra để như sai một chút ấy, tức là dấu chấm đằng trước Bob kia phải là dấu phẩy mới đúng. Đáp án của câu này là however hoặc nevertheless, bởi vì sao nhỉ? Tôi thì lạnh và ướt, tuy nhiên Bob vẫn mặc đồ bơi và đi ra biển. Okay, that's the end of my lesson today on the grammar of the unit 8 films. Đây là phần kết thúc của cái phần 2 grammar của bài 8 này rồi. Và các bạn hãy sẵn sàng để ngay sau đây thì chúng mình sẽ, ngay sau buổi hôm nay chúng mình sẽ đến với phần 3 là phần listening và speaking của bài 8 nhé. Okay, good luck to you all.